sau đây cái cánh mít hồng xin giới thiệu với quý vị và các bạn một giống cây hoa rất được ưa chuộng vào dịp sắp Tết, đó là cây hoa sắc pháo. Tầm này nó đang cây đang ra nụ ra hoa rồi đây. Đây là mới chớm ạ. Tầm này mình giao cho khách, mình trồng cho khách là vừa. Cây hoa sắc pháo được trang trí vào các dịp Tết, được trang trí ở các sảnh chung cư, các bồn hoa dọc các tuyến đường, nhà vườn, sân vườn, trang trí thảm, trồng thảm, trồng điểm rất là đẹp, hoa rực rỡ. Đây là thời điểm nó mới lụ thôi, nó chưa nở hết, bây giờ nở căng ra bông có chiều dài khoảng 15 cm, 10-15 cm, chiều dài của bông. Đây em đang xếp cho khách công trình. Các bác cần thì cứ gọi cho cây cảnh mít hồng, số điện thoại 0962 136 986 để được tư vấn thêm về các loại cây Tết trồng cho nó phong phú và đa dạng. Cây hoa sắc pháo thì trồng được vào thời tiết ở bên ngoài đường, trồng được chịu được nhiệt độ nóng. Nhiều khi có năm giáp Tết thì rất là nóng, cây vẫn phát triển được tốt. Cây trang trí ở để ở ngoài trời, rồi các sảnh, các hiên, các vòm cây, các khu tuyến đường đều trồng được hết. Năm nay như giáp Tết năm nay là không có nhiều hàng mấy đâu, thì cây nó chỉ được một ngọn. Ví dụ như nhiều năm thì số lượng có nhiều mà lượng khách mua ít hơn thì nó sẽ có nhiều ngọn như thế này. Một cây có thể có 4 ngọn 5 ngọn, thì bình thường đắt hàng thì nó chỉ có một ngọn thôi. Sau khi khách trồng chơi hoa tàn rồi thì mình có thể cấu cái phần ngọn này đi và các cái kẽ lá, những cái kẽ lá này mình lựa ra hoa đấy, lại bật lọc và ra hoa. Ngọn nó non đấy ạ. Hết nếp hoa này đến nếp hoa khác. Khi cắt tỉa thì mình cắt tỉa đồng đều thì nó sẽ cho hoa đều. Và mùa này thì trong quá trình trồng thì mình cũng chỉ cần tưới nước thôi, và thỉnh thoảng có thể tưới 1-2 lượt phân cho cây xanh tốt và bông nó to hơn. Ở
đây là nếu sau. Nếu sau là nó nhỏ hơn, cây nhỏ hơn. Nếu thì chưa được tốt. Mình có thể cấu một hai hôm nữa là nhà vườn sẽ cấu những cái ngọn đi, cấu những cái ngọn hoa đi để cho bật mầm nhiều hơn, sẽ ra hoa trúng Tết. Tầm này là những cái loại to hơn thì rất cần trang trí luôn, đẹp luôn. Tết thì vẫn có hoa ở các cái mầm con nó nên là vẫn có hoa chơi bình thường, hoa liên tục. Cây đến ngày hái quả nói chung là cũng tùy thuộc từng năm. Năm thì cháy hàng, khi năm thì vẫn còn hàng đựng ra riêng bán hết. Mà em xin kết thúc video của mình tại đây á. Và thỉnh thoảng em sẽ quay thêm một số các loại cây công trình, cây hoa cảnh để cho mọi người cùng xem cây thực tế như thế nào. Và cần thì thông tin chi tiết hơn thì cứ gọi điện vào cái số điện thoại trên của em. Em sẽ tư vấn và tư vấn cách trồng, cách chăm sóc và chủng loại cây để trồng cây thích hợp, cây ưa nắng hay cây ưa râm, trồng như thế nào để cây phát triển tốt. Thì cứ gọi so cho em Hồng 0962 136 986 để được tư vấn thêm nhé. Em xin kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.